Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc phải đến bệnh viện để khám bệnh là một điều vô cùng đáng ngại. Ứng dụng khám bệnh trực tuyến là một giải pháp khá thích hợp trong thời điểm này. Ứng dụng khám bệnh online với tên gọi VOV Bác sĩ 24 được phát triển bởi kênh phát thanh sức khỏe VOV FM 89 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bạn có thể cài đặt ứng dụng này từ App Store cho máy iPhone, iPad, nhập từ khóa VOV Bác sĩ 24 và làm theo hướng dẫn. Với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, người dùng vào CH Play nhập từ khóa VOV Bác sĩ 24 và cài đặt. Hiện nay có khoảng 1.000 giáo sư, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương tham gia tư vấn và chữa bệnh trực tuyến trên video call qua ứng dụng VOV Bác sĩ 24 như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ca Trung ương, vân vân. Với ứng dụng này, khi gọi đến, người dùng sẽ được các bác sĩ tư vấn trực tiếp có hướng xử lý với những bệnh thông thường có cần phải đến bệnh viện không, cũng như sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp.